Hoa Kỳ có bao nhiêu căn cứ quân sự ở nước ngoài? Đó là một câu hỏi được đặt ra nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chính xác là Hoa Kỳ thật sự có bao nhiêu căn cứ quân sự trên toàn cầu. Việc thành lập căn cứ quân sự ở nước ngoài là biểu tượng rõ rệt nhất cho sự thống trị của Mỹ trên thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua, cho phép Hoa Kỳ phát triển sức mạnh cũng như để tiến hành chiến tranh viễn chinh và do ảnh hưởng đến các sự kiện ở nước ngoài. Tùy thuộc vào quy mô và cơ sở hạ tầng, các căn cứ có thể được sử dụng làm khu vực dàn dựng hoặc hỗ trợ hậu cần, thông tin liên lạc và tình báo. Theo báo cáo Cơ cấu Căn cứ Quân sự 2010, thì Ngũ Giác Đài đã cập nhật những con số mới nhất về các căn cứ quân sự Mỹ trong nước và cả trên phạm vi toàn cầu. Trong cuốn sách xuất bản cách đây vài năm, nhan đề là The Sorrows of Empire, xin được tạm dịch là những điều lo âu của đế chế của sử gia quá cố Charles Johnson đã dùng thuật ngữ đế chế các căn cứ quân sự Empire of Base để chỉ hệ thống tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Các con số thống kê được đưa ra không thống nhất và hiện đang trở thành bài toán đố khiến cho nhiều người bối rối. Có người đưa ra con số là 460 căn cứ. Một tờ báo khác lại bảo là 507, còn ngoài bức Nicholas Kristof của tờ New York Times trong một bài xã luận gần đây đã đưa ra con số là 560 căn cứ. Một tờ báo khác lại nói là 660 căn cứ. Trong quyển sách của sử gia Johnson đã cho con số là 761 căn cứ đang hoạt động ở nước ngoài. Một nhà báo New York Times khác tiếp tục đưa ra con số hơn 1.000 căn cứ và con số thống kê còn có thể lên đến hơn 1.100 việc thống kê các căn cứ quân sự Mỹ đã bắt đầu từ những năm sau Thế chiến thứ hai. Năm 1955, thì tờ báo Chicago Daily Tribune đã cho đăng tải một điều tra quy mô lớn về các căn cứ của Mỹ. Có cả một bản đồ quân sự thế giới trên đó ghi chú cụ thể những địa điểm có căn cứ quân sự Mỹ được đánh dấu ngôi sao và hình tam giác, phần lớn tập trung ở Âu Châu và vùng biển Thái Bình Dương. Tờ Chicago Daily Tribune viết, cờ Mỹ bay trên hơn 300 điền đồn ở hải ngoại, các doanh trại và các căn cứ được đặt ở 12 vùng lãnh thổ và thuộc địa của Mỹ. Các căn cứ ở nước ngoài thì hiện diện ở 63 quốc gia hải đảo. Còn ngày nay, trong báo cáo cơ cấu căn cứ quân sự 2010, thì Ngũ Giác Đài đã khẳng định rằng quân sự Mỹ hiện đang duy trì 662 cơ sở quân sự tại 38 quốc gia trên thế giới, gồm 119 cơ sở ở Đức, 119 ở Nhật Bản, 80 ở Nam Hàn, 44 ở Ý và các quốc gia khác như Aruba, Cuba, Djibouti, Estonia, Hy Lạp, Honduras, Ireland, Jordan, Kenya, Marshalls, Naui, Oman, Philippines, Qatar, Romania, Tây Ban Nha, Tunisia, Anh Quốc, U.S. Virgins, Wake Island. Ngũ giác đài đã bỏ qua các căn cứ ở Pakistan, Iraq, Syria, Niger và nhiều căn cứ nổi tiếng khác, ví dụ như Kuwait, Kosovo và các căn cứ bí mật như Israel, Saudi Arabia. Tối thiểu là 8 quốc gia nơi quân đội Hoa Kỳ đã hoặc gần đây đã có quân tham chiến. Tuy nhiên, con số này cũng chỉ mang tính tương đối, thực tế cho thấy con số có thể cao hơn rất nhiều. Ngay chính báo cáo của cơ cấu căn cứ quân sự 2010 cũng tự mâu thuẫn khi nói rằng Mỹ đang duy trì hơn 750 cơ sở quân sự tại các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở nước ngoài. Không kể những cơ sở nhỏ có diện tích dưới 4 hecta hoặc có giá trị khí tài quân sự dưới 10 triệu Mỹ Kim. Có khi các cơ sở nhỏ này, nếu ở cùng một quốc gia thì có thể gom chung lại để tính thành một căn cứ. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu, số quốc gia và vùng lãnh thổ thực sự có cơ sở quân sự Mỹ không dừng tại vài chục mà có thể lên tới khoảng 130 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Cũng theo báo cáo Cơ cấu các căn cứ quân sự 2010, nếu tính luôn các căn cứ trong nước, ở hải ngoại và các vùng lãnh thổ của Mỹ ở nước ngoài thuộc đủ các binh chủng, thì con số tổng hợp sắp xỉ là 5.000 căn cứ và cơ sở các loại. Đại tá Wang Shash, phát ngôn viên lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ cầm đầu, tại Afghanistan cho biết là tại nước này có gần 400 căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh, bao gồm các doanh trại, cơ sở canh gác khu vực trú quân và các tiền đồn tác chiến. Văn phòng kế hoạch hành động toàn diện chung thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đã xác nhận con số hơn 350 cơ sở canh gác khu vực trú quân, cộng với ba căn cứ lớn Bagram, Shidon và phi trường quốc tế Kandahar. Đến cuối năm 2010, báo cáo cuối cùng của kế hoạch hành động toàn diện chung cho biết, các căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh ở Pakistan đã tăng lên con số là 411, bao gồm các căn cứ lớn và tiền đồn, cơ sở canh gác khu vực trú quân, không kể các doanh trại giả chiến từ cấp trung đội trở xuống. Như vậy, nếu lấy con số căn cứ ở Pakistan cộng với con số trong báo cáo của cơ cấu căn cứ quân sự năm 2010 sẽ cho thấy con số là 1.073 căn cứ trên toàn cầu. Đó là chưa kể hàng trăm căn cứ quân sự đủ loại, công khai lẫn bí mật tại các nước khu vực Trung Đông đã không được báo cáo. Riêng tại Iraq, thời điểm cao trào vào năm 2004 có tới 400 căn cứ, doanh trại quân sự Mỹ. Nhưng từ khi Mỹ rút quân chiến đấu vào năm 2010, thì số căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia này cũng sụt giảm nhanh chóng hiện nay thì Mỹ vẫn còn duy trì 88 căn cứ và doanh trại với khoảng 50.000 quân tại Iraq trong đó có một số căn cứ lâu dài nhằm mục đích hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện quân sự cho quân đội và cảnh sát Iraq điều đáng nói là các căn cứ quân sự ở Afghanistan và khu vực Trung Đông đã không được đưa vào báo cáo đăng trên báo Mỹ và các trong báo cáo cơ cấu các căn cứ quân sự 2010 của Ngũ giác đài. Sự thiếu sót này đã gây ra tình trạng rối mù về các con số thống kê các căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài. Ngoài ra những cơ sở quân sự nhỏ lẻ và căn cứ cơ sở doanh trại quân sự bí mật của Mỹ tại nhiều nước, kể cả các căn cứ doanh trại của nước sở tại cho quân đội Mỹ tạm trú nhằm phục vụ các hoạt động bí mật cũng không được báo cáo. Chẳng hạn, hoạt động oanh kích bằng máy bay không người lái của CIA tại Pakistan có một số xuất phát từ các căn cứ quân sự của nước sở tại và người ta không thể biết được Mỹ có bao nhiêu cơ sở thuộc loại này ở nước ngoài. Theo báo cáo cơ cấu căn cứ quân sự 2010, Mỹ hiện đang kiểm soát gần 52.000 tòa nhà, gồm doanh trại, bệnh viện, khách sạn, vân vân, và hơn 38.000 công trình xây cất hạ tầng như cầu, hải cảng, phao bến tàu, bồn bể nhiên liệu, vân vân. Hơn 9.100 cấu trúc như phi trường, đường sắt, ống dẫn. Để duy trì hoạt động hàng ngàn căn cứ như thế, mỗi năm ngũ giác đài phải chi ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Theo nguồn tin từ TRT World, đăng ngày 16 tháng 3 năm 2021, thì Washington giữ số quân khoảng 150.000 đến 200.000 ở nước ngoài trên hơn 150 quốc gia theo các nguồn tin khác nhau. Vào năm 2017 thì Trung tâm dữ liệu nhân lực quốc phòng ghi nhận rằng quân đội Mỹ có ít nhất là 200.000 thành viên đang đóng ở nước ngoài, đang được phát triển trên 170 quốc gia trên toàn thế giới. Trong năm 2016, các hoạt động của lực lượng đặc biệt đã xảy ra trên 138 quốc gia, có nghĩa là các đơn vị bí mật của Washington đang hoạt động trên các vùng lãnh thổ, bao gồm 70% toàn cầu. Việc duy trì các căn cứ quân đội ở nước ngoài tiêu tốn từ 85 cho đến 100 tỷ Mỹ Kim trong tài chính năm 2014. Tổng cộng với các căn cứ và quân đội trong các vùng chiến sự là 160 cho đến 200 tỷ Mỹ Kim. Theo Phó Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Dorothy Robbins trong năm 2010, chỉ riêng phần chi phí xây cất cơ sở vật chất và thuê mướn nhà đất cho các căn cứ quân sự Mỹ đã tiêu tốn hết 23.2 tỷ Mỹ kim, còn chi phí bảo trì, sửa chữa lên tới 14.6 tỷ Mỹ kim, cộng thêm hơn 4 tỷ Mỹ kim tiền điện, nước linh tinh, chưa kể tiền chi phí sinh hoạt, quân nhu, quân dụng, lương bổng cho nhân sự đóng tại các căn cứ. Mỗi năm thì ngũ giác đài duy trì các căn cứ ở nước ngoài khoảng 253.288 quân nhân và cũng ngần ấy số nhân sự phục vụ và các viên chức dân sự kèm theo. Chưa kể trên 50.000 người bản địa được thuê để phục vụ các công việc khác nhau trong các căn cứ. Cho nên chi phí trả lương và chu cấp nhu cầu sinh hoạt cho lực lượng nhân sự này cũng sẽ không dưới vài chục tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Về tham chiến thì ít nhất là 25 lần các căn cứ của Mỹ đã được sử dụng để tiến hành các cuộc chiến hoặc là can thiệp quân sự vào 15 quốc gia ở Trung Đông kể từ năm 1980. Số lượng các căn cứ cơ sở quân sự Mỹ ở nước ngoài hiện đang giảm dần, nhất là kể từ khi quân Mỹ rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan. Đó là chưa kể trong tình hình kinh tế Mỹ đang gặp vô số khó khăn và thâm hụt ngân sách trầm trọng. Ngũ Giác Đài còn đang tính chuyện cắt giảm quân số và số lượng căn cứ ở nước ngoài nhằm giảm bớt chi tiêu ngân sách. Có thể một căn cứ quân sự ở những nơi không cần thiết hoặc là gặp phải sự chống đối quá gai gắt của dân cư địa phương sẽ phải đóng cửa hoặc là sát nhập với các căn cứ gần đó. Trong tương lai, có thể từ năm 2015 trở đi, thì Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện chính sách cắt giảm đó, đồng thời luân chuyển tái cơ cấu các căn cứ quân sự trên toàn cầu nhằm tăng cường tín hiệu, tiết kiệm chi phí. Nhưng ngay việc luân chuyển các căn cứ cũng rất tốn kém. Theo tính toán của Ngũ Giác Đài, nếu chỉ luân chuyển các căn cứ ở nước ngoài thôi thì cũng cần một khoản chi phí lên tới 113 tỷ Mỹ Kim. Còn luân chuyển toàn bộ gần 5.000 căn cứ, doanh trại, cơ sở lớn nhỏ thì số chi phí sẽ rất khổng lồ, lên tới 591.519 tỷ Mỹ kim. Nhưng dù sao đi nữa thì nước Mỹ cũng sẽ duy trì một số lượng căn cứ quân sự nhất định ở nước ngoài tại tất cả các châu lục vì in dấu chân toàn cầu và chiến lược không thể thay đổi, ít nhất là thời điểm hiện nay của Hoa Kỳ.